Nè, thở ra. Thở ra. Nè Min, cậu tát tôi hả? Cậu tát tôi hả? Cô ơi, thả ra, thả ra, cô đánh tôi kìa, thả tôi ra, thả ra, thả ra. Min, Rao, 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 tớ không còn ai nữa rồi. Người mà tớ yêu, người mà tớ xem là bạn đều lừa dối tớ hết. Tớ chỉ còn mỗi Rao là không làm vậy với tớ thôi. Sao mà cậu chắc được là tớ không làm? Muốn đau lòng giống tớ không? Cậu có hạnh phúc nhiều rồi, đã đến lúc cậu phải chịu đau khổ. Sao cậu lại nói như vậy? Vì tôi đợi lâu lắm rồi. Cậu biết không, sau khi cậu và Chắc chia tay, không lâu sau đó tôi và Chắc hẹn hò. Rồi Chắc chia tay tôi, quay về tìm cậu. Không biết là Chắc bị thu hút bởi gì. Người ta nói gái điếm thì giỏi, quả không sai. Cậu và Chắc, đúng, tôi và Chắc bí mật tằng tiệu với nhau sau lưng cậu đó. Thậm chí là lúc cậu lén cưa hú hí với Chắc, Chắc lại bí mật hú hí với tôi sau lưng cậu. Ai cũng biết, chỉ có mình cậu là ngu ngốc không biết thôi. Sao vậy Rao? Sốc lắm hả? Nửa đêm Chắc dính lấy tôi, còn ban ngày thì dỗ dành cậu. Những lời ca tụng nói là yêu đương sâu đậm toàn là giả dối. Chắc chưa từng yêu cậu, chưa từng yêu cậu. Nhớ kỹ vào. Lúc nãy Rao kể tớ nghe, người yêu của Rao có người khác, không chỉ một người, mà là rất nhiều người. Sao mà giống Chắc vậy? Đừng so sánh với Chắc, Chắc không có liên quan. Min, đây là những mà Chắc tặng Min mà. Sao còn để bên người làm gì? Không phải nói muốn quên sao? Tớ mang theo vì nếu gặp Chắc lúc nào sẽ trả lại cho anh ta. Vậy thì đưa đây, tớ trả cho. Không sao đâu Rao. Rao, xích ra một chút đi. Rao, xích ra đi. Cậu phải chặn hết các phương tiện liên lạc với Chắc, như vậy sẽ không còn lo lắng nữa. Nếu lúc tim cậu nhớ tới Chắc, nhìn vết thương này đi, sẽ giúp cậu tỉnh táo lại. Mỗi lần tôi thấy Chắc ở bên cạnh cậu, tôi rất muốn xé xác cậu ra, rồi hét lên rằng chỗ đó chính là chỗ của tôi. Bởi vì tôi luôn ở bên cạnh Chắc, không giống như cậu, cứ lúc này lúc kia với hai người đàn ông. Nhưng cuối cùng ông trời cũng không công bằng. Một phụ nữ phụ bạc không chung tình lại quay lại với hai người đàn ông. Rồi ngày này cũng tới, ngày mà cậu không còn ai nữa. Đúng vậy, người như cậu bị như vậy cũng đáng lắm. Cậu luôn nghĩ như vậy với tớ hả? Sao tớ lại không biết?
do cậu ngu chứ sao? Cậu còn không biết mình bị chắc và cưa lợi dụng như một con cờ nữa là. Hai người đó đấu đá nhau không phải là tình yêu, mà là bản năng giành chiến thắng của đàn ông. Cũng giống như hai con chó đực tranh giành một con chó cái thôi. Cậu vui không? Ngày sinh nhật năm nay có nhiều bất ngờ ghê. Những gì tôi giữ trong lòng hôm nay tôi đều nói ra hết, là bởi tôi có một vết sẹo ở ngay đây vào ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật của cậu, cậu sẽ có một vết sẹo ở đây. Vết sẹo của cậu sẽ sâu hơn vết sẹo của tôi 100.000 lần. Cầu cho sinh nhật năm nào của cậu cũng đều nhớ đến kỷ niệm ngày hôm nay. Sinh nhật bất hạnh nha bạn tôi. Quên mất quà sinh nhật cho cậu rồi. Món quà này sẽ là món quà cuối cùng mà tôi tặng cho người bạn thân như cậu. Nè Miên, cậu tát tôi hả? Cậu tát tôi hả? Cô ơi, thả ra, thả ra, nó đánh tôi kìa, thả tôi ra, thả ra, thả ra.